Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai. Có đến chỗ anh Xứng ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Và có review một số chậu này hồi kinh như đó luôn nha. Cây bông trang. Chậu này hồi kinh như phẩm đó. Và phôi. Rồi, chào Xứng ơi. Dạ, mến chào anh Quắc. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em có về một số trang cắt lậu nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ con như thời gian qua nha. Con cũng cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ shop con. Con tên Quỳnh Xứng, con ở xã Tân Dương, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của con là 0907 086 124. Đó cũng là số Zalo nha cô chú anh chị. Không để mất thời gian, con vô cây số 1 nha, một cây trang xưa nha cô chú anh chị. Đây. Trang xưa nha. Cây hừng chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ ha. Dạ, trang đỏ lá nhỏ. Bông nha. Đo chiều cao. Dạ, chiều cao tới đỉnh nó là 1m3 nha. Dạ, đây. Tán ngang hào hào cái. Để em hào tán ngang rồi. Tán ngang nó là 70 nha cô chú anh chị. Tán ngang nó 70. Đây, em đo bằng gốc. Em đo sát ra đây là 26 nha cô chú anh chị. Dạ, em đo xích lên trên đi. Xích lên đây, lên eo trên đi là 21 nha. Rồi em đo trên đây luôn đi. Nó nặng cây lắm nha cô chú anh chị. Nó nặng lên tới đây luôn á. Tới đây là 16, 17 hoành luôn nè. Thoát thân nó thử hay... Cái độ thoát thân nó là 58 nha. Củ nở đế đều nha cô chú anh chị. Cây rất là già nha cô chú anh chị. Và móc trên. Cây không có lỗi gì trơn nha. Cây sạch. À. Rồi, giá luôn ha. Dạ, cây số 1 giao lưu cô chú anh chị gần xa là 3.8 triệu, bao sống, bao sống bao ship luôn nha. Dạ, cây số 1 3.8 á. Bao ship toàn quốc à, bao sống một tháng nha cô chú anh chị. Rồi xuống đây. Kinh trọng luôn. Dạ, cây số 2 là cây chăn trắng nha cô chú anh chị, chăn trắng lá nhỏ nha. Đó. Cây chăn trắng lá nhỏ. Chăn trắng này hàng rất hiếm nha cô chú anh chị. Hàng này không có nha, ít có lắm nha. Dạ, chiều cao là 100 ạ. Tán ngang nó là 60 ạ. Em đo cái hoành eo nhỏ nhất kìa. Đó, hoành eo nhỏ nhất là 13 nha. Đế sổ, đế dữ lắm, đế này. Dòng đế. Đế sổ xuống là 15 nha, em đo cộng đế. Đế này rất hay nha, đó ta trùng cho trồng trong cái bội cô chú anh chị, 27. Nó là trồng trong cái bội đế rất nôm, rất là hay nha, rất là đẹp nha. Bầu này bầu đất luôn ha. Dạ, bầu đất, bầu viên, em bao sống 2 tháng à. Bao sống 1 tháng chứ. Cây này rất là khỏe cây nha cô chú anh chị. Cây số 2 em giao lưu là 1.6 triệu nha, em bao sống bao ship toàn quốc. Cây chăn trắng lá nhỏ. Cây này thần bầu chưa? Dạ, thần bầu à. Dạ. Cây này gãy mền dữ lắm anh, lên mặt nó trơn nè. Rồi cây số 2 1.6 triệu nha cô chú anh chị. Rồi xuống đây. Bởi đích. Cây số 3 cũng là một cây chăn trắng lá nhỏ nghe cô chú anh chị. Hàng này củ đế dữ không nghe cô chú anh chị. Đó, củ đế một cục không vậy nè. Chăn trắng lá nhỏ. Cây này chiều cao là 80 ạ. Tán ngang nó 60. Bông ra dữ dằn, cái loại này nó xuyên bông dữ lắm nha. Loại này loại chăn trắng mà dòng nó dòng xưa á. Nó như hồng phấn xưa là một dòng một. Đó, củ đế ghê gớm lắm. Đây em đo cái eo nhỏ nhất ở trên đây rồi. Cái này 17 hoành nha cô chú anh chị. Cái cũ là 37. Nó sổ, đế nó sổ xuống tắt tắt vậy đó. Đó, đế nó sổ xuống tắt tắt vậy đó. Đế ghê gớm. Đó. Rồi cây mã số 3 em giao lưu cô chú anh chị là 1.4 triệu nha. Bao sống bao ship tất cả nha. Dạ, chăn trắng lá nhỏ xuống đây. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, cây này đế cũng giữ nữa nè. Rồi cây số 4 cũng là một cây chăn trắng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Lấy đồ chim, lấy búa. Chăn trắng lá nhỏ. Đó. Cái này nó có chiều cao là 85 ạ. Tán ngang nó là 60 luôn. Bông nhiều bông lắm nha anh Quắc. Dữ lắm bông. Loại này bông dữ lắm. Đang ra nụ. Đang ra nụ ghê gớm lắm. Đây, bành eo là 17 á. Đế cũng sổ xuống tắt tắt nghe cô chú anh chị. Đế một cục luôn nha. Cây nào cũng đế một cục vậy đó.
Rồi. Dạ. Cây mã số 4 em giao luôn là 1.400.000, em bao sống bao ship toàn quát luôn nha. Chân trắng lá nhỏ, rồi xuống cây. Hàng này nó hiếm nên em bán hơi giá hơi mắc nha cô chú anh chị. Hàng này không có, ít lắm. Đế kiểu này ít lắm. Có mấy cây à, có 4 cây à. Đây, cây số 5 cũng là một cây chân trắng lá nhỏ luôn. Lý làm chỉ có 4 cây chân trắng thôi nha cô chú anh chị. Cao. Chiều cao à. Chiều cao là 80 à. 8.000 cũng 60 luôn. Bình eo nhỏ nhất là 12 nha. Rồi đế sổ xuống cũng tắt tắt vậy đó. Trồng này vô cái chậu kiểu là rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số số 5 em giao lưu chỉ là 1.000.000 thôi, bao sống bao ship toàn quốc. Cây mã số 5. Xuống kìa. Rồi cây mã số 6 là một cây hồng phấn xưa nha cô chú anh chị. Đó, đế cũng dữ lắm nha. Hồng phấn xưa. Đế một cục luôn cô chú anh chị ơi, hồng phấn xưa nha chị, bao xưa luôn nha. Đây mặt bông ở đây, quát quay mặt bông nha. Hồng phấn xưa là nó phớt hồng, phớt trắng vậy nè cô chú anh chị ơi. Khoan, đi đi. Hồng phấn xưa là phớt trắng vậy đó. Nó hồng phấn mà nó phớt trắng vậy đó, mà nó kia mới hồng phấn xưa gặt ra nha cô chú anh chị. Một cao là 1m15. 8.000 đó là 65. Hoành này to nha cô chú anh chị. 18 hoành ạ. Yeah. Cũ nó một cục luôn vậy đó. Hào luôn rồi. Hào cũ luôn rồi. Cũ đặt luôn nha, 37 á. Yeah. Rồi một cây hồng phấn xưa. Cũ nhìn rất là hay, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 6 em giao lưu là 1.300.000. Hồng phấn xưa. 1.300.000 em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0907 nha, 086 124, đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, em tên thợ. Em tên Quỳnh Xứng ạ. À. Rồi, xuống kìa. Số điện thoại cũng có trong phần mô tả nha con. Rồi mã số 7 cũng là một cây hồng phấn xưa nha. Em có hai cây rồi nha. Đó. Cây này cũng rất là đẹp luôn. Đó, cái này đế dữ lắm, đế nha cô chú anh chị. Dòng hồng phấn xưa là mà mình nhìn là mà nó phớt trắng là mình biết rồi nha. Dạ. Em đo chiều cao. Dạ chiều cao là 90 ạ. 8.000 nó cũng 60 luôn nha cô chú anh chị. Đây, cái eo nhỏ nhất của nó đây. Là 16 hoành nha cô chú anh chị, thẳng thước nha. Đế một sổ một cục vậy đó. 31 tính 30 luôn. Đế một cục vậy đó. Rồi, cây mã số 7 em giao lưu là 1.200.000 nha. Bao sống bao ship toàn quốc, mã số 7. 1.200.000 hồng phấn xưa rồi xuống. Rồi mã số 8 cũng là một cây chân vàng lá nhỏ luôn nha cho chú anh chị. Đó mã số 8. Cây này đã vô dây thành phẩm hừng chậu lâu rồi nha cho chú anh chị. Rồi em đo chiều cao nha. Chiều cao tới đỉnh là 105 ạ. 8.000 đó là cũng 8.000 đâu 1m2 luôn nha cô chú anh chị. Em quay vòng sơ cho cô chú anh chị xem nó. Vô dây thành phẩm đã lâu rồi nha. Quay vòng ở đây quay. Quay bộ xương. Cái này bay ra đây. Nó dán nó nằm bay nha cô chú anh chị. Em đo quần eo nhất đây 13. Dạ. Nó bay ra đây coi. Bay ra đây 35 nha cô chú anh chị. Đó, cũng có đế nha, tại em không khai thác nha. Nằm vô dây lâu chưa? Xứng? Dạ lâu rồi anh, cả năm rồi, hơn rồi. Là hơn chậu cả năm hơn luôn. Hơn chậu cả năm rồi. Nữa này ra gần thì em xếp luôn cái chậu mà xa em rút chậu nha cô chú anh chị. Cây này hơn chậu lâu rồi, không sao cho nha. Rồi cái mã số 8 em giao luôn là 2.500.000, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Cây chân vàng lá nhỏ. 2.500.000, rồi xuống cây. Mã số 9 là phôi chân vàng nha cô chú anh chị. Hàng phôi này rất là khủng nha. Đó. Chân vàng hoành rất là to, rất là khủng nha cô chú anh chị. Lá nhỏ hay xin? Dạ, chân vàng lá nhỏ. Cây này em bao sống 2 tháng nha cô chú anh chị. Cây rất là già luôn. Cây mã số 9. Đó, em đo chiều cao rồi. Phôi nha cô chú anh chị. Chiều cao nó 25 ạ. Hoành rất là to nha cô chú anh chị. Hoành eo nhỏ nhất chỗ này là 29 ạ.
để em đo hoành củ à. Củ đặc sệt luôn nghe cô chú anh chị, nó hồi xưa ta trồng trong cái là 37 á. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị, già cây dữ lắm à. Đế là đặc sệt luôn, củ đặc luôn. Rồi cái mã số 9 em giao lưu là 1,8 triệu, em bao sống bao ship toàn quốc nha, hàng phôi em bao sống 2 tháng nha. Dạ 1,8 triệu một cây chăn vàng rất là đẹp. Rồi xuống cây chăn vàng lá nhỏ của chú anh chị. Rồi mã số 10, cái đó mã số 9 hả ta? Số 9. Mà này mã số 10 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có mua hàng bên em nhớ mã số, nhớ ngày giùm em nha. Dạ. Đó cây chăn vàng dáng bay rất là duyên dáng nha. Cái củ cũng khủng lắm nghe cô chú anh chị. Củ cũng hai tay em bóp vô nè. Để nghe ha, đi. Quay rồi. Dạ. Để nghe nghe đi. Tên. Cái cành bay từ đế ra đây đó là 30 nha. Cao đi, cao lên. Dạ, chiều cao nó cũng 30 luôn. Em đo cái hoành eo nhỏ nhất ở trên đây coi. 35 nghe cô chú anh chị. Dạ. Cái củ sát dữ. Củ sát dữ. To à. 44 nghe cô chú anh chị. Dạ. Cành vàng này bự dữ lắm nghe cô chú anh chị. Dạ mã số 10 em giao lưu là 2,2 triệu, em bao sống bao ship toàn quốc nha. Mã số 10 mình bao luôn ha. Dạ, chậu mũ bao luôn cho anh. Chậu mũ này chậu mũ. Em dạ. Ship luôn cái chậu luôn á, em bao sống 2 tháng. Mã số 10 ạ. Đó. Dạ. Cây chân vàng lá nhỏ nha, rồi 2,2 triệu. Mã số 11 cũng là cây chân vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cây ghê gớm lắm nghe cô chú anh chị. Đó. Tay cành nó mười mấy hoành không à. Tay cành đó. Một củ đặt là em bao đặt luôn nha, đặt sệt luôn. Chiều cao là 27 á. Tán ngang nó 25 á. Em đo hoành eo trên đây coi. Hoành eo trên là 41 nha cô chú anh chị. Dạ. Em đo dưới. Ở dưới là 43 nha cô chú anh chị. Dạ. Hai tay em bóp không giáp nha. Rồi cái mã số 11 là 2,8 triệu, em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Trang vàng lá nhỏ. Củ này rất là khủng nha cô chú anh chị. Ta trồng trong hồi xưa ta trồng trong cái xô mà không bao nhiêu biết bao nhiêu năm mà em cũng không biết luôn nữa. Nó quấn cục vậy đó. Rồi. Mã số 11 là 2,8 triệu, bao sống bao ship. Mã số 12 cũng là một cây chăn vàng lá nhỏ luôn nha. Đó chăn vàng lá nhỏ. Chiều cao là 33. Tán ngang nè. Tán ngang 30 rồi. Để em đo hoành eo nhỏ nhất trên đây. 36 rồi cô chú anh chị ơi. Trời. Củ dữ. Ấn hồn. Củ dữ à. Trăm mấy dữ à. Rồi củ dữ là 42 là nghe cô chú anh chị. Đó cái thằng lớn thử này khoảng nhiêu vậy hả? Cái thằng lớn nó mười mấy lần. Thằng lớn nó 12 lần cô chú anh chị ơi. Nè. Dây cành nó 12 lần. Rồi mã số 12 em giao lưu là 2,4 triệu luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. Cây rất là khỏe nha cô chú, rất là già cây nha. Mấy cây này là không có chết tao nổi đâu nghe cô chú anh chị. Già dữ lắm rồi. Số 12 em giao lưu là 2,4 triệu, em bao sống bao ship. Thôi em bao sống 2 tháng nha. Mã số 13 cũng là một chân vàng lá nhỏ luôn nghe cô chú anh chị. Em có 6 củ rồi nha. Em sưu tầm được có 6 củ à. Đó, cây ghê gớm lắm nha. Chiều cao là 30 ạ. Đâu hoành eo nhỏ coi. Hoành eo nhỏ nhất là 32 ạ. Đâu cục dưới đây coi. Cục thịt luôn nghe cô chú anh chị. 42 luôn nghe cô chú anh chị. Bóp hai tay không giáp nè. Rồi mã số 13 em giao lưu cô chú anh chị là 2,2 triệu, em bao sống bao ship toàn quốc luôn. 2,2 triệu một cây chân vàng rất là khủng. Mấy cây này là đáng sưu tầm nghe cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ con riêng trong thời gian qua nha. Con tên Quỳnh Trứng, con ở xã Tân Dương, huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của con là 0907 086 124, đó cũng là số Zalo của con ạ. Rồi. Rồi. Số 14 là hết cây chân vàng rồi nghe cô chú hết rồi. 14 là hết cây bự nghe cô chú anh chị. Số 14 cũng là một cây chân vàng luôn, lá nhỏ luôn. Đó, củ đặc sệt luôn cô chú anh chị ơi. Vàng lá nhỏ. Đo chiều cao đi. Chiều cao là 21. Rồi, cành bay ra đây 20. Đo eo nhỏ nhất ở trên nè. 36 à. Rồi. Đo củ dưới à. 42 luôn. Rồi. Cái cây đều nha ha. Dạ cây đều, cây cũ này có 6 củ thôi, không có nhiều đâu. Dạ rồi. Cây số 14 em giao lưu là 2 triệu luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 2 triệu.
cây cũ đặc sệt luôn nghe cô chú anh chị. Đó. Rồi chúng ta. Mã số 15 cũng là một cây chân vàng lá nhỏ nha. Đó, 15. Số 15. Dạ, chiều cao là 28. Hoành nó 16. Cây này có đế nha cô chú anh chị. Đó, cây này em giao lưu 500 ngàn, em bao sống, bao ship toàn quốc 500k. Đó. Rồi, cây mã số 16 là phôi chân đỏ nha cô chú anh chị, hết vàng rồi nha. Này đỏ lá nhỏ nha. Đó, đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 21. Cộng đây là 18 tính 17 luôn. Đó, 400k em bao sống, bao ship toàn quốc. 400k mã số 16. Rồi xuống cây. Mã số 17 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn. Trang đỏ lá nhỏ. Chiều cao nó 20. Hoành eo là 14. 300k em bao sống bao ship toàn quốc. Trang đỏ lá nhỏ mã số 17 300 ngàn em bao sống bao ship toàn quốc xuống. Mã số 18 cũng là đỏ lá nhỏ luôn nghe các chú anh chị. Đó, trang đỏ lá nhỏ. Này co lắc rất là duyên dáng nha. Lên mầm rồi nha. 24 hoành. Ủa, chiều cao 24. Hoành đây 12. 300k luôn em bao sống bao ship toàn quốc. Cây lên mầm sống khỏe nha. Rồi. Rồi trang cũng trang đỏ lá nhỏ luôn nha, mã số 19 nha cô chú anh chị. Đó, đỏ lá nhỏ không. Này đầu đinh nha. 15 cao. Hoành nó 16, gỡ tính 16. 300k luôn mã số 19. 300.000 bao sống bao ship, thôi bao sống 2 tháng nha cô chú anh chị. Xuống rồi. Mã số 20 cũng là đỏ lá nhỏ luôn. Cao 18. Hoành 12 à. 300.000 luôn em bao sống bao ship toàn quốc, có đế không nghe cô chú anh chị? Cục đế không nha. Rồi. Rồi cũng đỏ lá nhỏ, mã số 21 cũng đỏ lá nhỏ luôn nghe cô chú anh chị. Đó. Cao 22. Hoành nó 17 á. Ba 400.000 luôn bao sống bao ship toàn quốc. Mã số 21 hết thôi nghe cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 22 cũng là một cây mỹ hồng nha. Đó, mỹ hồng nha, hàng này à. Em bứng lâu rồi nghe cô chú anh chị, cả tuần nghe rồi nha, cây rất là khỏe nha. Cây mỹ hồng. Dạ chiều cao đó là 1m2. Tán ngang nó là 1m. Quanh nó vị trí này là 10 nghe cô chú anh chị. Nó thoát thân lên đây là 4 tấc rưỡi nha. Rồi mã số 22 giao lưu cô chú anh chị 600.000 luôn, em bao sống bao ship toàn quốc, sổ luôn nghe cô chú anh chị. Bầu đắt ghê. Bầu ghê luôn. Cây này bứng hơn tầng này anh. Không sao đâu, cây tỉnh thôi. Rồi xuống cây. 23 cũng là một cây mỹ hồng luôn nha. Đó. Cây tàn tán cũng ok lắm nghe cô chú anh chị. Mỹ hồng nghe cô chú anh chị. Đó. Chiều cao là 1m4 ạ. Tán ngang là 1m ạ. Cái hoành này chỉ 10 thôi nghe cô chú anh chị, hoành 10 nha, hoành. Tính chính luôn đi cho nó dễ. Thoát thân cái này thoát thân là 30 40 không nghe cô chú anh chị. Đó, mã số 23 700k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 700k. Mã số 23. Rồi xuống đây. 700k em bao sống bao ship ạ. Mã số 24 cũng là một cây mỹ hồng luôn nghe cô chú anh chị. Cây rất là mạnh khỏe nha. Này nó chiều cao nó tới 1m4 nha. Cây bao khỏe luôn. Ngang nó cũng 1m luôn. Hoành ở đây em đo khó lắm nghe cô chú anh chị. Em báo trường hao nghe hoành chính đi. Dễ. Tại em băng này cho nó cứng cây á. Thoát thân 40 luôn. Rồi. Cái keo đó là băng cho nó cứng cây. Cứng cây thôi anh, cho đừng cho lắc cho không có vấn đề cây sạch. Chứ cây không có vấn đề. Dạ dạ. Số 24 giao lưu 700k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. 700k một cây mỹ hồng rồi xuống cây. Mã số 25 cũng là một cây mỹ hồng nghe cô chú anh chị. Cây này rất là khỏe rồi. Em bao sống 1 tháng. Từ ngày chuyển đi là tới bao sống 1 tháng đó. Cây tàn tán rất là ok nha.
giá mềm luôn nghe cô chú anh chị. Cây này cao nó muốn hết thước luôn nghe cô chú anh chị, là 1m4 đi. Dạ. 8.000 con 1m1. Bành ở trên đây là 10 rưỡi tính 10 luôn. Dạ. Dạ. Thoát thân cũng 2 3 tấc vậy đó. 3 tấc cho lên. Số 25 700k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. 700k cây Mỹ Hồng. Rồi xuống đây. Cái này ship là không còn nhiều cho nghe cô chú anh chị. Bầu bự bự lắm nha. Bầu nặng lắm. Mướn bầu là bập. Cho khỏe cây mà. Rồi cái mã số 26 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn nha. Tàn tán cũng ok lắm nha, cái này về vô dây nuôi là rồi. Hay lắm nghe cô chú anh chị. Dạ nó chiều cao nó hết thước em nha. 8.000 nó mét 1m2 ạ. Hoành ở này là 11 ạ. Rồi. Thoát thân cũng 3 tấc vậy đó. Em đo trừ hao cho cô chú anh chị hết trơn rồi nha. Rồi mã số 26. Mã số 26 cây Mỹ Hồng cũng 700k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. Mã số 26. Mã số 27 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn. Đó. Tàn tán cũng ok lắm nghe cô chú anh chị. Cái này có chiều cao là cũng 1m4. Tán ngang nó 1m2. Cái hoành này nó chín nghe cô chú anh chị. Thoát thân cũng 3 tấc vậy. Rồi cái này 700k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. Cây bao già nha, bao khỏe bao già bao sống. Rồi. Mã số 28 cũng là một cây Mỹ Hồng nữa nghe cô chú anh chị. Đó cây này. Cây này một cốt vót đọt luôn nha. Cái này vô dây là đẹp lắm nha. Cái này cái chiều cao hết thước em nha, 1m5. 8.000 1m2. Điểm đo hoành. Hoành này chắc cũng 11 ạ. À. 11 hoành nghe cô chú anh chị. Rồi thoát thân cũng 3 tấc luôn. Rồi cây này, mã số 28 cũng 700k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. 700k một cây Mỹ Hồng. Rồi xuống đây. Mã số 29 là một cây là Nguyệt Quế nha. Quế nào, quế gì ta? Lá nhỏ gì em không biết nữa. Chắc lá nhỏ. Lá nhỏ, lá nhỏ. Lá kim. Em cũng không gành Nguyệt Quế nữa. Đây. Cái này dán thú nghe cô chú anh chị. Này chiều cao nó 65, tán ngang nó 70, ổ 78, 80. Em đo hoành eo nhỏ nhất trên đây coi. 16 hoành nghe cô chú anh chị. Này co lắc. Rồi. Đẹp lắm nha. Rồi, cây Nguyệt Quế. Hình thú. Rồi, mã số 29. Mã số 29 em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi, xuống đây. Rồi mã số 30 cũng là một cây Nguyệt Quế nha. Cỏ lên nè, cây sống khỏe lắm rồi. Cái này đẹp nha cô chú anh chị. Cái này chật đẹp nha, vẫn chật đẹp nha. Lắc hơi nữa nha. Này lá nhỏ luôn ha. Dạ lá nhỏ luôn. Dạ chiều cao là 75. 8.000 nó 70. Dạ cái hoành nó 23. Thoát thân lên nè. Rồi luôn. Thoát thân lên 30. Rồi. Cây Nguyệt Quế mã số 30 này cũng giao luôn cũng 1 triệu luôn, bao sống bao ship. Rồi xuống cây. Quế này cũng thừng bầu rồi ha. Dạ thừng lắm anh. Cỏ lên. Rồi mã số 31 cũng là một cây Nguyệt Quế nha. Cái bầu dữ lắm nha cô chú anh chị. Bầu nặng dữ lắm nha. Cây này nó có lỗi chỗ này nè anh Quắc. Nó lũa. Đo chiều cao chứ. Hoàng quay cận đây. Dạ chiều cao nó là 88. 8.080. Cây lắc lượng rất là duyên dáng nha. Đó Nguyệt Quế. Lá nhỏ này, cây này nó bị lũa chỗ này nè, có lỗi ha. Dạ lũa, sao lũa đá thành đá rồi, không sao cũng liền. Dạ. Liền rồi. Rồi cây này 31 hoành đâu cũ dưới kìa, cũ dưới 46 nghe cô chú anh chị. Rồi cây này cũng 1 triệu luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. Rồi cây mã 31 cũng là cây 31 cũng là cây cuối clip nghe cô chú anh chị.
Dạ, cuối clip em xin chúc cô chú anh chị một buổi xem kênh LTK vui vẻ nha. Và hạnh phúc bên gia đình mình nha. Mong cô chú anh chị ủng hộ con như thời gian qua nha. Con cảm ơn và xin chào tạm biệt ạ. Rồi, chào xin luôn. Rồi, kênh LTK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.